Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ minh họa về Delegate ở trong C#. Chạy chương trình Visual Studio, kích vào Create a New Project, chọn Console Application, nhấn Next và đặt tên project đó là Slide 7 Demo 1. Ở trong này thì chú ý project name, solution và framework. Sau khi nhập xong thông tin thì kích vào create để tạo dự án. Và trong cái cửa sổ Solution Explorer thì kích phải chọn Add, chọn Class và đặt tên cho class này đó là Map of Operation, nhấn Enter để thêm lớp vào cho project. Và tiếp tục kích phải chọn Add, chọn Class thì chúng ta có thể đặt tên đó là Map of và nhấn Add. Thì đây là hai cái lớp trong Java, một lớp sẽ định nghĩa đây là hai lớp ở trong C#, một lớp sẽ định nghĩa delegation và một lớp sẽ định nghĩa các cái phương thức thực hiện cộng trừ. Mở lớp map operation và thêm vào hai cái phương thức đó là phương thức add in A in B. Và đơn giản sẽ trả về A cộng B. Phương thức thứ hai là subtract, tức là trừ in A in B và return A trừ cho B. Đây là toàn bộ nội dung của lớp map operation. Trong lớp map operation thì chứa hai cái phương thức là cộng và phương thức trừ. Mở lớp map opt và bỏ cái định nghĩa lớp định nghĩa delegate void và map of. Ở trong này sẽ định nghĩa hai cái tham số, đây là A và B. Đây là cái nội dung định nghĩa của delegate. Định nghĩa delegate đơn giản là sử dụng từ khóa delegate. Và cái phần sau này là giống với cái định nghĩa của phương thức, tuy nhiên sẽ không có cái phần thân, tức là không có cái cặp dấu mở ngoặc và đóng ngoặc như thế này, tức là không có cặp dấu này. Mở lớp program và thêm nội dung vào cho cái phương thức main. Đầu tiên là khai báo map map of, đây là delegate of new map of, có nghĩa là khởi tạo cái đối tượng và thể hiện của cái lớp này. Tuy nhiên thì đối với delegate chúng ta không new theo cái dạng thức như thế này và sẽ sử dụng đó là trước hết khai báo cái đối tượng là thể hiện của đối tượng của lớp map of, sau đó sẽ khai báo tiếp là map operation. Thế đây là map operation bằng new map operation. Rồi tiếp đến là sẽ gán cái delegation này cho
Cái phương thức add nằm trong map of operation. Đây là operation. Operation dot add. Và ở đây chúng ta gặp một cái lỗi, thì khi gặp lỗi trong chương trình thì J con trỏ chuột vào cái vị trí gặp lỗi để mà thấy được thông báo lỗi. Và thông báo lỗi đó là has wrong return type, tức là sai kiểu trả về, in mat operation add như thế này. Và sẽ kiểm tra lại cái định nghĩa của delegate, kiểu trả về đó là kiểu void, và trong cái định nghĩa của phương thức add là kiểu trả về là kiểu in, thì kiểu void và kiểu in là khác nhau, cho nên là cần phải chuyển kiểu về giống nhau. Ở đây thì đổi lại đó là in đối với lại delegate, để sau đó chuyển qua trở lại main thì có được như thế này, và thực hiện đó là gọi 5 và 6 và 7. Có thể in cái kết quả này trực tiếp cho người dùng right line, và in cái kết quả cho người dùng. Tiếp tục gõ test off bằng map operation subtract và control right line test off truyền vào 6 7 và gọi read để dừng màn hình cho người dùng xem cái kết quả thực hiện của chương trình. Kích vào start để chạy chương trình. Và kết quả giá trị đầu tiên đó là 13 và giá trị thứ hai đó là -1. Nhấn enter để kết thúc. Phân tích cái kết quả thực hiện của chương trình. Đầu tiên trong phương thức main sẽ khai báo đối tượng của delegate. Đây là khai báo đối tượng là thể hiện của delegate. Và chú ý đó là không new cái thể hiện của cái delegate. Và thứ hai đó là tạo ra đối tượng mat operation là thể hiện của lớp mat operation như thế này. Và delegate thì chúng ta cứ hình dung nó như là cái đại diện, tức là trước hết anh dev tell off là đại diện cho cái phương thức add. Và khi gọi như thế này thì tương đương với lại cái việc là gọi thực hiện cái phương thức add. Và kết quả sẽ in ra đó là 13. Và tương tự thì nếu mà del of là đại diện cho cái phương thức subtract, thì khi gọi del of như thế này thì tương đương với lại cái việc gọi là subtract, tức là tương ứng với cái việc là chúng ta gọi thực hiện cái phương thức subtract ở đây. Thì khi hiển thị ra thì sẽ hiển thị giá trị đó là -1. Sử dụng các cái lớp đã được tạo ra ở trong demo 1, và trong demo 1 thì đã định nghĩa cái delegate map opt, định nghĩa cái lớp map operation và định nghĩa cái phương thức main. Và trong phần demo này thì định nghĩa thêm một cái phương thức void đặt tên đó là execute, tức là thực hiện. Thực hiện thì sẽ truyền vào một cái đối tượng nó là map of như thế này, và này là of. Để thực hiện thì có thể là truyền thêm cái nội dung đó là hai giá trị a và b, và trong cái phương thức này thì sẽ gọi đó là write execute và of.
A và B. Ở các cái nội dung của demo 1 thì chúng ta tạm thời có thể xóa đi hoặc là comment lại để cho các bạn hiểu rõ hơn. Đầu tiên đó là child of rõ tới cái thể hiện của phương thức S, tức là rõ tới cái phương thức S và gọi execute. Ở trong này thì del of và truyền vào 6 và 7. Rồi, tiếp tục chúng ta có thể gọi execute và map operation, truyền vào subtract và gõ 6 8. Đây là một cái hình thức mà chúng ta truyền giá trị vào cho cái đây đó là map operation, truyền vào cho cái delegate. Rồi cũng đây là một cái dạng truyền giá trị theo đó là truyền vào cho delegate. Và trong delegate thì tiến hành là gọi thực hiện các cái phương thức mà delegate đang ủy thác, hay là đang đại diện cho. Kết vào start để chạy chương trình. Và kết quả đó là 13 và trừ 2. Phân tích kết quả thực hiện của chương trình, đầu tiên đó là khai báo đối tượng map of, thì đây là đối tượng của cái lớp map of, đây là một cái delegate và delegate trỏ tới cái phương thức add, tức là trỏ tới phương thức add của map operation, có nghĩa là delegate đại diện cho phương thức add. Và lúc đó khi gọi child of như thế này thì truyền vào, tức là truyền cái delegate vào cho cái tham số execute, tham số của cái phương thức execute, và trong phương thức execute sẽ gọi thực hiện of như thế này, tức là gọi thực hiện cái phương thức mà delegate đang ủy thác, đang đại diện, thì lúc này sẽ gọi thực hiện cái phương thức add. Và tương tự ở trong cái nội dung execute như thế này thì truyền vào đó là phương thức subtract, có nghĩa là truyền vào cái delegate đó là phương thức subtract, và trong cái phương thức execute sẽ gọi thực hiện cái phương thức subtract, có nghĩa là sẽ đi gọi thực hiện cái phương thức subtract, và gọi thực hiện phương thức subtract thì cho ra được cái kết quả đó là trừ 2. Và còn phần trên tức là sẽ cho ra được cái kết quả nếu mà chúng ta gọi add thì cuối cùng cho ra được kết quả đó là 10, 13. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả các bạn.